mà mới mua sao chạy 216 cây cũ không, mới mua năm 2022 à, chạy ráng này chạy mấy trăm cây á. Ôi trời ơi, là ông chạy qua 100.000 cây luôn hết rồi chứ xe này các bạn. Fujilet của anh trai chạy Grab chạy... Anh nói không, xe mới lắm. Nó ủa sao xe này mới được ta. Anh nói là xe chạy phà khói rồi tùm lum nha, đồng hồ là 216 cây. Còn anh nói không, xe tôi xe mới lắm. Ủa mới là mới sao ta, sao xe thấy cũ mềm mà nói mới, hay là ông mới mua ta. Mà mới mua sao chạy 216 cây cũ không, mới mua năm 2022 à, chạy ráng này chạy mấy trăm cây á. Ôi trời ơi, là ông chạy qua 100.000 cây luôn hết rồi chứ xe này các bạn. Là trong 2 năm nữa mà chạy hơn 100.000. Quay lại là quay lại xuống hồ mới rồi đó. Thì xe anh nói là dừng đèn xanh đỏ, là khói rồi nó đi nóng, khói nó phà ra mù mịt luôn. Rồi bây giờ nè, mình sẽ tiến hành mở ra mình coi giống xe này nó đang bị cái gì, và mình kiểm tra mình làm lại toàn bộ full máy dẫn. Ốc sẽ nhớt tốt nha, ốc sẽ nhớt tốt, không hư răng. Tự thay nhà hay là ra tiệm thay? Ở nhà thay không đó. Tốt không? Rồi biết thay cái lông đòn sẽ nhớt luôn. Khoảng hả, mình thấy lông đòn mới mới mình thay thôi đúng không? Một bình hay một lông đòn, vậy là đúng chu kỳ của xe hơi luôn á. Xe hơi là cũng vậy á. Còn mấy ông nội trên mạng mà xe máy cứ coi là nó hỏi thì mới bán 6 ngàn một cái đó. Đúng rồi, không thì bây giờ 6 ngàn không nói mà ví dụ cũng đâu nhiêu tiền đâu nè các bạn. Nói coi nè. Vậy là nếu mà sau khi mà làm cái máy này của xe anh xong á, em sẽ tặng cho anh 10 cái lông đòn. Thì chắc là để anh đi được gần 2 tháng. Em lông đòn này nhiều lắm, em tặng anh 10 cái lông đòn. Đó rồi thì lốc máy của ảnh ốc sẽ nhớt không hư, dơm nè, dơm cháy đầu tay. Cháy đầu tay là sao anh, tới đây em chỉ cho anh luôn. Là cái này kêu là hao mòn, kêu là tự nhiên á, thì giống như là số km quá nhiều thì đầu tay nó bị nâu, nó bị đen nè, đó là kêu là cháy đầu tay đó. Rồi phần bích tông nè, thì đi khi mà đi nhiều đóng khói như vậy nè các bạn, đó là với lại nó xếp bạc, xe là bị xếp bạc ở dưới nè, dụ ở trên anh thấy nó sống nè. Đa số xếp bạc là xếp dưới nó không sống nữa, nó cứng dính luôn nè. Thay trái bích tông này, thay bộ bạc, thay gác này luôn. Còn cái này là cái giả lồng là giữ lại nè. Hồi nãy cái anh chưa cái lồng không thay hả? Cái lồng á là có một, ví dụ như là này là Estanda. Không, lồng kiến mới là thay nguyên cái lồng. Còn này là Estanda nè, ví dụ đen này trái đen Estanda là hãng nó cho mình lên trái cốt 1, cốt 2, cốt 3. Đó. Là mình sẽ cái này là mình giữ lại nè. Làm máy là làm sao? Làm máy là cái nào giữ lại được giữ, cái nào không giữ lại được là thay nè. Giờ ví dụ như cái dơn đi, bây giờ bắt đầu đi vô nha. Số này em thay cho anh bộ số mới nè. Rồi là em lát nữa em trả giờ cho anh, em cắt giờ luôn nè. Cái dơn này á là em thay tay dơn, em thay hai bạc đèn dơn. Còn cái này kêu là máy dơn này, máy dơn này em giữ lại cho anh nè. Đó. Rồi bạc đèn máy em thay full, là những cái bạc đèn này nè, thì nó cũng như bạc đèn bánh, bạc đèn đồ rồi á, là em thay full bạc đèn cho anh. Bạc đèn NTN tốt hơn hãng luôn. Rồi còn tại sao mà ví dụ như xe ảnh đồ, ủa mà hồi đó giờ nếu mà tự thay nhớt ở nhà, chẳng lẽ mình thay nhớt mình không thấy cái này à? Bể cần thân cam cho full chờ led. À, nó kêu cái tắt 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 á. Mà nếu vậy sao lúc này không đem đi làm ta? À, làm đi. À, tại vì cái tần suất đi nhiều, đi quá nhiều nè các bạn, coi cần thân cam của anh bể nè. Còn hết rồi hả? Là cái này bể nặng luôn anh. Bể luôn. Đó. Phá vô giữa. Hiện tại là chưa, tại vì em nghĩ cái này là do cách anh sử dụng nữa chứ. Đưa điện thoại giống cầm quay luôn đi, ổng vừa quay ấy hơn. Không thì anh cầm anh quay là càng không thấy mặt anh nữa, để anh cầm quay giùm em ấy. Ổng biết vấn đề đó, đưa ổng cầm quay giùm anh quay giùm em ấy. Đó. Rồi lấy nét cho khán giả coi nha. Em tập trung lên nha em. Rồi. Rồi là xong nè. Tại vì cái số km nữa mà anh báo vậy là nói chung là ngàn cây anh thay mình nhớt á, cho nên xe anh tốt. Rồi là xong phần bụng rồi nè, phần bụng là dơn số nè, qua phần đầu là em giải thích cho anh nè. Khi em làm máy thì không phải là em thay hết như các bạn coi kênh các bạn nghĩ đâu nha. Dù ở đây nè, các bạn mua nguyên lòng trái bê tông bạc là nó khác chứ. Có bị xước không? Đó, rồi cho anh coi nè. Đó này là chủ xe tự đang quay luôn nha các bạn. Rồi, quay hôm nay cải kế rồi. Đó. Ví dụ như cái này là mình giữ lại nè, kêu bảo dưỡng là sao, bình thường là thay nguyên bộ lòng trái bê tông bạc hãng gì 3 triệu mấy. Mình thay trái bê tông rồi thôi, nó rẻ chứ, hợp lý luôn hơn. Rồi xong nè. Hồi nãy anh hỏi em là nguyên đầu bò này thay luôn hay sao, đâu có được, tại nguyên đầu bò nó nhiều chi tiết lắm nè. Camera tập trung đây em. Trên đầu bò này nó gồm là nguyên vỏ đầu nè, hai số bắp nè, khối số bắp trong đây là nảy ra nè,
ốc tán vẫn cò, cam cò, lông đình chân là xe đầu nữa. Anh thay nguyên cái đầu rất là mắc tiền, thì giờ anh đi lâu nè, xe anh đóng khó nè. Đó, đóng mà đóng lên mảng luôn nè, tại vì số km này đi quá nhiều. Đó, thì bắt đầu phải vệ sinh, mặt chảo lại cho anh. Chỉnh miệng số bắp lại là cái này. Ở trong đây cái mũi than trong luôn nè. Cái lỗ hút lỗ xả đồ của anh trong đây mà đóng kín mít hết trong đây nè. Thì cái đó là bắt buộc mà đúng không? Tại vì cái xe mình đi nhiều mà điện thoại quay ngang cái đó đây, quay YouTube quay ngang quay vậy nè. Đó. Rồi. Đó. Rồi. Hai số bắp này nè. Hả? Có lấy tầm điểm vô lấy không được. Bấm liên tục nha. Anh bấm một lần thôi. Bấm lần cho nó lấy. Nó vẫn chưa lấy. Trời ơi, anh trả lại cho camera kia đi. Vậy là càng gần càng không lấy tầm được. Không phải. Tại anh làm gấp quá. Rồi, đó đây Hân. Dạ, nãy giờ tôi thấy ông quay chuyên nghiệp quá, tôi tưởng đâu ông lấy nét rồi được chứ mà ông lấy không được luôn hả? Đó, rồi. Bấm gấp quá mà nó chột cái thôi, đâu chột nhiều quá. Là giờ đầu á là sẽ kiểm tra số bắp. Thay phố số bắp thôi. Cam cò đồ hư mới thay, không hư không thay. Nè, coi dưới nè, mùi than đóng là hơn. Đó, quay sao quay đỡ được. Là xăng cộ mình đi á, khí CO2 đầu nó đóng rồi. Không có xăng ngoài luôn á. Mà nó đóng vậy à. Thì dĩ nhiên bắt buộc mà. Xăng ngoài nó mình giữ nữa, nó pha nước. Dầu, đi. Rồi chuồng heo hư nè, cầm chuồng heo lát thử diễn nè, cầm nè nè đó cái đó kêu là chuồng heo hư đó. Đó cho nên là mấy xe full led đời mới mà em hay thay chuồng heo là vậy á đó. Đó nó có âm thanh luôn, làm cái nè đó các bạn nghe không, đó là sẽ thay chuồng heo cho anh nè, thay lá bố nè đó. Rồi ba càng này nè, là ba càng ngắn em sẽ thay qua ba càng dài cho anh nè đó. Còn cam cò đồ không hư đâu mình để mình xài lại, cái nào không hư đâu mình để mình xài lại chứ. Đó, cam cò này không hư nè, rồi để xài lại cho anh nè. Rồi còn vụ ron riết đồ đắt là thay ron nè. Đó, thay lại ron hãng hết cho anh. Rồi. Đúng rồi, ví dụ như một cái máy nè. Đúng rồi. Có nhiều bạn có hỏi sao thay giờ. Hả? Không. Cuộn điện. Cuộn điện không vấn đề gì hết. Chắc ông thấy xe trong nhà hơn cuộn điện không ám ảnh, không có xe anh còn tốt lắm, cuộn điện còn tốt. Xe full led ít chết nguồn lửa này lắm. Rồi vậy là xong tình trạng máy, giờ là sẽ lọc vệ sinh ảnh dạng là vệ sinh thay cái lọc xăng cho ảnh. Lọc xăng thì không có vệ sinh được nha các bạn, cái băng vệ sinh nó không vệ sinh được, cái băng vệ sinh là thay. Còn làm máy là sẽ có vệ sinh hồng xăng kim phun với lại thay than đời cho anh luôn. Là trong cứ 10 ngày anh đã đi thay đi vệ sinh kim phun hồng ga và bùn đốt luôn á. Anh làm 10 lần rồi đó mà sao nó vẫn còn đem thu vậy. Cái vệ sinh bùn đốt đó là cái máy. Em thấy như là không có hiệu quả. Không có hiệu quả anh, tại vì bây giờ bùn đốt là cái này đúng không? Rồi anh tự cầm á, anh coi thử đóng nhiều không? Đi ra đây luôn anh các bạn. Hai bạn mập này đi ra vào đây giờ mình luôn. Ra vào đây lấy nét kỹ nè. Rồi. Đóng cỡ này nè. Trời ơi. Đó. Tốn tiền đi chứ làm gì trời. Là kêu là tốn tiền ngu á. Vậy thì làm sao bùn bỏ cái họng ga có cần không? Không ra thì vệ sinh hiệu quả được. Còn cái bùn đốt này thật sự là nó đóng kêu là nó như là than nó ấy vậy á. Hay là nhớt qua nó chảy vô nó mới bị. Không. Nè, anh thấy nè, nó như là than rất là cứng vậy, thật sự là không có cách nào mà ấy được hết á. Cái này mà muốn mà mỗi lần làm sạch vậy là bao nhiêu km mà phải hạ một cái cục vậy xuống đây hả? Anh đi là xe anh hiện tại là 100.000 km là hết đời máy rồi. Ví dụ như tình trạng anh thì thật sự là còn tốt, còn bình thường á. Nếu mà chưa tới 100.000 thì bao. Ở dưới đây còn đông. 100.000 rất đồng xí số bắp. Rớt đầu xé nước bắp thì nó mới vệ sinh sạch toàn bộ những cái lỗ này trong đây cho anh được thôi. Vậy là không có đụng được sau 100.000 mới được hạ cục này xuống. Còn 20.000 hay cái cục là cục máy hay là cục cái đầu bò? Cục này thì ví dụ như cỡ 30.000 cây đồ anh làm lần là được bình thường thôi. Là cạo khói xé xuống bắp đồ bình thường thôi. Chứ anh thấy vấn đề là khi mà anh gì vệ sinh bùn đốt hoặc là mua mấy chai bùn đốt được trên mạng. Mình nói với bạn cái đó mình thấy là không có hiệu cái quả luôn chứ không đốt anh làm 10 lần rồi đó, cứ 10.000 cây làm một lần đó. Em thấy nó không có hiệu quả mà nè. Nó còn đang thui thì anh mới đây đây nè. Nó chảy vô. Dụ mấy cái này nè. Mà các bạn đi theo mình vô đây nè, phải làm vậy nó mới sạch nổi chứ còn mà không có nhiều cái nó đóng là không sạch được luôn nha các bạn. Anh nói là anh đi kỹ cái đó mà nè. Mình lấy máy xả cước mà mình xả cái này nè. Đó nó còn không muốn ra nổi, nó kết tủa cái đó. Giờ phải đè luôn nè, còn không ra nổi. Giờ mấy cái dung dịch, mấy cái hóa chất mà bây giờ kêu làm sao mà nó ra cho nổi. Đè mạnh luôn đây nè.
tốn 10 lần để nó còn luôn nè, thấy không? Kệ 10 lần cũng còn ít mà. Mà 1 lần vậy chắc đâu nhiêu tiền hả? Vệ sinh vậy là lần nhiêu tiền? 1 lần khoảng 2.8, 3, 3, 3, 4. Lần mày 1 lần vậy 2.8 2.8 rồi đó. Là 2.8 rồi, mà tính ra là anh em mà ở ngoài thị trường mà rớt đầu xé bắp rồi chưa tới giá đó đâu. Nhưng mà phải rớt phải 3 lần. Thì rớt 3 lần. Đúng không? Rớt 3 lần nhưng mà nó giải quyết là nó sạch hơn nhiều à. Với lại anh theo dõi được cái tình trạng đầu lòng anh đồ có lên nhớt lên đồ không, anh xử lý kịp thời nữa. Chả nhất là cái lửa là nó khó ra mấy cái đó lắm. Đó. Ôi. Mày cũng công còn ra không nổ đây mà. Sao mấy cái cho chất ra nổi? Chứ làm sao? Bởi vậy cho nên em nói nó phi lý là vậy á. Tác dụng vật lý gì còn ra không nổi nữa nè. Lấy tay cầm cái nè. Nóng cỡ đó mà nó còn chưa ra nổi nữa mà. Ba cái quá chất đồ sao mà nổi à? Thì đúng rồi, bởi vậy em nói em không bao giờ bán đồ là vậy á. Em ớ vấn đề bán đồ lắm. Mình quảng cáo cho đúng, một nói cho đúng. Ủa mà hai cái cục này là anh được thay mới đúng không? Cục nào? Cái này nè, nói chung là anh chờ em bày đồ ra là anh sẽ thấy em hiểu đó, khỏi ấy. Như là anh thấy đồ trả mà trả giờ cho anh á là anh hiểu không? Là cái đế này là giữ lại nè, cục này là thay nè, còn trong đây nè lá bố lá sắt á, chờ chờ anh chút. Lá bố trong đây là thay, lá sắt không cháy là không thay nè. Nói chung đồ nào mà còn xài được là để xài lại cho anh nè. Chứ còn mà gỡ nguyên cục máy ra này là nói thẳng thắn luôn nha các bạn, nếu mà đúng nghĩa mà thay full cục máy á, mà trong hãng á cầm 25 triệu mà đúng nghĩa là thay hết luôn không đủ. Gì? 55 triệu. Hai. 25 triệu là không đủ. Là đúng nghĩa là hết tất tần tật mọi chi tiết luôn á để đáp thằng cục máy 25 triệu không đủ. Bao ai mà làm hãng đủ cho 25 triệu không đủ. Chính xác, em nói thiệt mà, cho nên tại sao mới có vấn đề là bảo dưỡng lại vậy? Xong cái phụ tùng này mình gắn vô thì mình đi được 100 ngàn cây phải không? Tự tính. Tự tính luôn. Tại vì anh đâu phải lần đầu tiên đâu em làm, trước khi mà anh tới đây trước khi anh tới đây là em đã làm biết bao nhiêu năm rồi, từ cái lúc full mập nó ra rồi chứ đâu phải full led này đâu. Full mập là nó năm 2014 rồi 2015 2016 có. Để dành tiền anh sửa thêm 100 ngàn cây nữa. Nhiều khi tới lúc đó anh đi xe khác nữa. Chắc. Chắc hả? À quên, không phải. Với lại cái số km anh chạy tới nó lẹ quá, nó không có như người ta. Thì lẹ lắm, cứ ngày 200 vậy tính tới thôi. Ví dụ như người ta đi cầu 10 năm luôn, người ta mới 100 ngàn cây, còn anh mới 2 năm anh 100 ngàn cây rồi mà. Cái xe nó bền. Ừ. Để em thử so sánh cái xe này với xe Jupiter, cái máy này nó nào bền hơn? Jupiter. Nó bền hơn. Chắc chắn 100%. Vậy ngon hơn nữa, hơn ít thư lạc vặt hơn nữa. Xe ví dụ như nguyên cái nội khu. Mới hay Jupiter được cũ? Mới cũ vậy cũng vậy luôn. Đó là nghe nói vậy vài bữa đổi qua hãng gia liền đó các bạn, chứ ở đó mà nói tiếp. Cái đó rõ ràng mà các bạn thấy cái mấy Sirius, mấy Yamaha rồi các bạn đâu có thấy em khắc phục lỗi cơ bản đâu, đúng không các bạn? Rồi cảm ơn các bạn nhiều. Anh thì bây giờ đồ anh nè là bây giờ mới xong, tại vì anh có thể thấy ví dụ như là khi mà một cái xe em làm á thì đầu tiên cái việc nữa là phải vệ sinh. Em không phải như người ta nha, vệ sinh cái lóc anh rất là sạch, nội mà rửa cái lóc này nó cũng hết cả ngày rồi. Mời camera tới đây. Và cái xe này lúc mà làm xong nhớ tặng cho chủ xe 10 cái lông đền nhôm xả nhớt nha, bởi vì chủ xe tự thay nhớt nhà đây rất là kỹ. Anh có hứa là anh tặng anh 10 cái lông đền nhôm đó. Em quay nè anh chủ xe, anh có thể thấy không, em rửa lốc xe anh rất là sạch. Thì anh cứ nghĩ ngồi mà rửa bằng tay rửa gì đó thì biết chừng nào mới xong. Mà em nói là tới tận giai đoạn em gửi anh mà. Rồi giờ bật đèn dên nè, là ví dụ cái dên này là dên cũ của anh nè, thì cái này là máy dên cũ của anh, máy dên cũ của anh. Bật đèn dên em thay mới, bật đèn dên em thay mới, tay dên á em thay mới. Đó thì những cái này là phải trả đầy đủ lại cho chủ xe nha em. Hồi đó giờ ai muốn trả lại hết. Đó là cái dên xong. Lốc số vậy nè, anh coi nè, ở trong đâu nè, em rửa rất là sạch cho anh. Đó, sạch ở trong, sạch ở bên ngoài đều hết luôn. Thì cái việc này á là làm thủ công bằng tay hết cho nên rất tốn thời gian. Rồi sau đó số em sẽ thay cho anh bộ số mới. Bật đèn máy em sẽ thay full bật đèn máy cho anh. Rồi. Đó, ví dụ như ảnh có thắc mắc là ví dụ làm máy là sẽ làm những gì, bảo dưỡng ra sao. Đó, thì ở đây về phần lòng đi, lòng này là không phải thay, lòng này là mình sẽ giữ lại cục nhôm này, kêu là vỏ lòng. Mình thay là mình thay chế bê tông. Bê tông này là chính hãng Honda Thái Lan luôn nha các bạn, KZ nè.
đó, HFA nè, chứ không phải là bê tông highlight hay gì hết. Bạc cũng vậy, bạc chính hãng cũng đã Thái Lan luôn, nó là của YI đó các bạn. Rồi một cái ác bê tông đó, thì về phần lồng là sẽ gồm là bê tông, bạc, ác ba món. Có những xe cái lồng lớn quá thì em sẽ thay luôn cái lồng khác. Rồi giờ phần đầu á cũng vậy nữa, đầu xe anh hư hai số bắp đó, cho nên là em sẽ thay lại ốc cán chứng cò, phối số bắp là một nè, và em sử dụng hai số bắp CNC. Hai số bắp CNC là dày, nó sẽ bền hơn số bắp zin luôn, chất lượng tốt hơn. Đó là hai số bắp CNC là dày. Rồi em vệ sinh đổ xăng lỗ bô lại sạch sẽ rồi cho anh nữa, xử lý về mặt chảo lại nữa. Đó là xong phần đầu. Rồi qua phần nồi nè, phần nồi sẽ gồm là thay một cái chuông, giữ lại cùi nhông này của anh, đế nồi giữ lại, thay vô bố ba càng dài, rồi mình mới đem ra, mình bỏ nguyên bộ đem ra thợ tiện người thay, người ta thay một cái chuông cốt cho mình là làm lại. Đó là bố anh á, khi mà làm máy vậy là những cái lỗi cơ bản rồi sẽ được làm luôn, là ví dụ như là thay qua bố ba càng dài đúng của hãng chứ không phải là bố FCC gì hết ha. Rồi ở đây là cái chuồng heo, bây giờ chuồng heo này em cũng sẽ thay một cái chuồng heo mới luôn cho anh, để mà nó hạn chế là cái việc là nó hư cái lỗ bạc ở trong đây. Đó, lá bố em muốn sử dụng lá bố Thái chính hãng của Thái Lan cho anh. Lò xo em sẽ thay qua ba lò xo nặng và ba lò xo nhẹ zin của anh. Bên phần này thì em sẽ thay là sân cam, bánh lồng, bánh đỡ và lại một cái cần đăng cam tay của niển. Đó, cần đăng cam, toàn bộ ron phốt nè, em sẽ thay lại cho anh hết. Đó, zin phốt ron đồ, toàn bộ sân cam đồ em thay hết nha. Ống 6 lò xo ống 6 em sẽ thay hết. Và em sẽ thay cho anh bình gấp mới luôn. Thì khi mà về anh đi á, anh chạy rô rai tầm 4-5 ngày gì anh xả ra, anh bỏ bình nhớt này, anh thay bình nhớt mới vô là xong. Cái đó là cách mà em chuẩn bị đồ, em set up, em rửa sạch sẽ hết. Nó sẽ còn thêm một cái nữa là canh chỉnh rô rai nữa, việc đó thì nó cũng phải tốn là 2-3 ngày của em, chứ không có người chủ xe nào người ta muốn khi mà người ta nhận một chiếc xe giờ chạy khó chịu sau khi bỏ một số tiền ra làm hết đó, đúng không anh? Đó thì xe em đã cho anh mượn rồi mà, còn gấp gì nữa. Hiện tại là đô lấy điện thoại ra đô. Rồi, máy anh chỉ lại nè. 4 giờ 6 phút ngày 7 tháng 5. Đó, như các bạn đã thấy đâu phải là ráp một chiếc xe vô là dễ đâu các bạn. Bơm xăng em thay rồi nha, suốt bơm xăng kịp phun em làm nhẹ cho anh rồi ha. Bây giờ em chỉ máy ra lại. Đó, cho nên nhiều các bạn á là cứ tưởng là lấy tiền khách hàng dễ, nó không có đâu. Làm sao mà xe khách hàng ngon nhất. Đó, các bạn thấy cục than đờ của chủ xe nè, nó hết coi đó luôn. Rồi các bạn hỏi nhiều khi em làm máy em gỡ ra em thay đen đờ làm chi, trời em thay đen đờ em đâu tính tiền các bạn, nó trong phần máy mà. Đó, nó mòn cỡ này các bạn nghĩ sao không thay. Rồi dụ cái motor đờ nữa, nhiều khi lam nó đồ nó mòn các bạn, mình phải làm lam đờ đồ lại chứ. Đó, rồi em vô bò cục đờ lại chủ xe nè các bạn, con cục đờ đi lâu rất là dơ hay luôn á, mình phải làm đồ lại cho chủ xe chứ, vệ sinh đồ sạch sẽ lại hết cho chủ xe. Rồi ráp của anh trai là đã xong 100%. Bây giờ em sẽ tiến hành kiểm tra lại cho chủ xe. Đầu tiên về phần máy á, êm ái nhẹ nhàng. Và chủ xe chạy rồi đó, chủ xe nhớ giùm em nha, số km một ngày của mình á, đi đều và đi nhiều á, thì mình nhớ đi chạy rô đai giùm em. Em cũng chạy rô đai giùm anh 2 ngày rồi đó, 2 đêm rồi đó. Là một, bơm xăng của anh là em đã thay cho anh. Phần máy còn đồ dây ga dây đồ em muốn làm nhẹ lại rồi đó. Còn giờ ví dụ anh có thắc mắc gì anh cứ hỏi em. Bây giờ xe sau khi mà làm xong em rửa toàn bộ xe sạch sẽ lại hết cho anh để cho nó đẹp trai hơn, và anh giờ đi nếu mà có xì nhớt xì nhau gì có xuống em bảo hành kiểm tra canh chỉnh cho anh. Rồi thì để lát nữa rồi xuống cho anh chạy thử coi thử như thế nào. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.